chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Envina Logistics, kênh YouTube chuyên về lĩnh vực hải quan và xuất nhập khẩu. Hiện tại thì ở miền Bắc thì đang là mùa đông và khá là lạnh. Quý chị và các bạn cũng nhớ chúng ta hãy mặc ấm khi ra đường nhé, vì sức khỏe thì luôn là cái mà quan trọng nhất, đúng không nào? Quay trở lại với video ngày hôm nay thì Envina Logistics sẽ cùng với quý chị và các bạn chúng ta cùng tìm hiểu về thủ tục nhập khẩu mặt hàng lốp xe ô tô cho doanh nghiệp và quý chị các bạn, những ai đang cần và quan tâm đến mặt hàng này để nhập khẩu về kinh doanh thì đây là video dành cho các bạn. Với nhu cầu lớn từ phía thị trường, số lượng ô tô tại Việt Nam đang không ngừng tăng mạnh. Song song với số lượng ô tô tăng thì dịch vụ thay thế sửa chữa và thay thế phụ tùng cũng phát triển mạnh mẽ. Và lốp xe thì là một trong những mặt hàng được rất nhiều doanh nghiệp nhập khẩu về để phục vụ cho thị trường. Hôm nay mời các bạn cùng Envina Logistics tìm hiểu về thủ tục nhập khẩu lốp xe ô tô trước khi ký hợp đồng ngoại thương nhé. Lưu ý, đây là mặt hàng thuộc diện phải công bố hợp quy trước khi đưa ra thị trường. Trước khi bắt đầu video thì mình cũng xin được giới thiệu là trên fanpage của Envina hiện nay đang diễn ra sự kiện, đó là thử tài dự đoán World Cup 2022 cùng Envina Logistics với những phần quà hết sức hấp dẫn. Quý chị và các bạn hoàn toàn có thể tham gia bằng cách là nhấn vào đường link ở phần mô tả của video này để chúng ta truy cập vào fanpage của Envina Logistics và cùng tham gia nhé. Còn bây giờ, bắt đầu với video ngày hôm nay thôi nào. Việc mà chúng ta tìm hiểu kỹ về thủ tục nhập khẩu lốp xe ô tô trước khi ký hợp đồng ngoại thương là điều vô cùng cần thiết, vì đây là mặt hàng thuộc diện phải công bố hợp quy trước khi đưa ra thị trường. Căn cứ pháp lý nhập khẩu lốp xe thì quý chị và các bạn có thể chiếu theo các thông tư như sau. Thứ nhất là thông tư số 41/2018, thông tư của Bộ Giao thông Vận tải về danh mục hàng hóa dễ gây mất an toàn, thay thế cho thông tư số 39/2016. Và theo thông tư số 28/2012, thông tư của Bộ Khoa học Công nghệ quy định về sản phẩm phải công bố hợp quy. Tiếp đến là thông tư số 31/2017 ban hành quy chuẩn QCVN về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho xe ô tô. Loại thông tư tiếp theo là thông tư 38/2015, thông tư của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét đến điều kiện nhập khẩu lốp xe. Có được nhập khẩu lốp xe đã qua sử dụng hay không nhỉ? Lốp xe cũ đã qua sử dụng thì sẽ thuộc diện cấm nhập khẩu, thưa quý chị và các bạn, chiếu theo nghị định số 187. Vì thế mà quý chị và các bạn nên tránh loại này nếu như không muốn dính líu tới các vấn đề về pháp lý. Tất nhiên là bạn vẫn có thể nghe đâu đó tự quảng cáo rằng có thể là làm được hàng lốp cũ, thậm chí còn bao trọn gói giá cả nữa. Tuy nhiên việc đó hoàn toàn là pháp luật và bạn biết hậu quả có thể như thế nào rồi nếu như cố tình vi phạm. Nhập khẩu lốp xe mới thì sao? Với hàng lốp xe mới 100% thì không bị cấm hạn chế hay nhập khẩu đâu. Thủ tục về cơ bản chỉ thêm một điểm chính là nhà nhập khẩu lốp xe cần làm thủ tục công bố hợp quy cho sản phẩm lốp xe trước khi đưa ra thị trường theo quy chuẩn quốc tế, cụ thể là QCVN số 36/2010 của Bộ Giao thông Vận tải đối với lốp xe mô tô gắn xe máy. Còn QCVN 34/2017 đối với lốp xe ô tô. Thưa các bạn, là lốp xe mới thì chúng ta không cần phải xin giấy phép nhập khẩu, cũng không cần phải kiểm tra chất lượng. Nhưng theo thông tư của số 28/2012, thông tư của Bộ Khoa học Công nghệ, thì các sản phẩm có trong quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sẽ bắt buộc phải công bố chứng nhận hợp quy. Sản phẩm lốp xe ô tô nằm trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp xe hơi của Bộ Giao thông Vận tải, cho nên việc chứng nhận hợp quy là bắt buộc. Mặt hàng lốp xe sẽ thuộc phụ lục 2 của thông tư 41/2018 Bộ Giao thông Vận tải, nên chỉ cần công bố hợp quy sau khi thông quan. Mục đích của việc hợp quy đó là để đảm bảo cho chất lượng của sản phẩm này trước khi được bán trên thị trường nước ta. Đối với thủ tục công bố hợp quy đối với lốp xe ô tô thì chúng ta sẽ tuân theo các bước như sau. Bước số 1 là đánh giá sự phù hợp của lốp xe được công bố với quy chuẩn kỹ thuật số 34/2017 Bộ Giao thông Vận tải. Để mà đánh giá xem là sản phẩm có phù hợp quy chuẩn kỹ thuật hay không thì bạn cần phải gửi mẫu thử điển hình đến cơ sở thử nghiệm cùng tài liệu kỹ thuật. Số lượng mẫu thử sẽ là 4 mẫu. Về tài liệu kỹ thuật hoặc bản vẽ của sản phẩm thì sau khi thử nghiệm và mẫu sản phẩm đạt yêu cầu thì tổ chức thử nghiệm sẽ gửi kết quả cho bạn. Thời gian thử nghiệm dự kiến là trong vòng 15 ngày. Sang đến bước 2 là chúng ta sẽ thực hiện công bố hợp quy. Hồ sơ công bố hợp quy gồm có sản phẩm mẫu. Thứ hai là bản xin công bố chứng nhận hợp quy theo mẫu. Tiếp đến là bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc là giấy chứng nhận đầu tư. Tiếp đến là giấy chứng nhận phân tích, hai bản chính hoặc là sao y chứng thực
về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan. Giấy tờ thứ 5 là giấy chứng nhận lưu hành tự do do nước xuất khẩu cấp. Và thứ 6 là chúng ta sẽ cần phải có nhãn sản phẩm hoặc là ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ, thời gian thực hiện trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ. Phần tiếp theo video sẽ không thể thiếu mã HS đúng không nào? Mã HS của lốp ô tô là bao nhiêu nhỉ? Thì lốp xe sẽ có nhiều loại khác nhau về chủng loại, kích cỡ, dùng cho những loại xe khác nhau, ví dụ như là xe máy này, ô tô con, ô tô tải, xe khách hay là container vân vân. Thì mã HS của lốp xe sẽ còn phụ thuộc vào các thông số kỹ thuật cụ thể và thường thì sẽ thuộc nhóm 4011 các bạn nhé. Đó là lốp loại bơm hơi bằng cao su chưa qua sử dụng. Thuế nhập khẩu ưu đãi thường dao động trong khoảng từ 15 cho đến 35% cùng với thuế VAT là 10%. Các bạn có thể tra cứu biểu thuế xuất nhập khẩu ô tô trực tuyến trên trang web của Tổng cục Hải quan, đó là custom.gov.vn. Lưu ý là mặt hàng này sẽ hay có sự tranh luận về mã HS giữa loại lốp xe tải và xe rơ móc. Cần phải chuẩn bị kỹ vì mức thuế nhập khẩu chênh lệch khá là cao, từ 15 đến 25%, cho nên là hải quan có thể chuyển kiểm và yêu cầu giám định để xác định chủng loại hàng. Phần cuối cùng mình muốn đề cập đến trong nội dung video ngày hôm nay đó là bộ hồ sơ hải quan. Thì bộ hồ sơ hải quan cũng như là các bao hàng hóa thông thường khác mà thôi, gồm có các giấy tờ đó là tờ khai hàng hóa nhập khẩu, hóa đơn thương mại, vận tải đơn, các chứng từ khác ví dụ như là CO hay là CQ vân vân. Như vậy thì trong video ngày hôm nay mình đã cùng với quý chị và các bạn chúng ta tìm hiểu về thủ tục nhập khẩu mặt hàng đó là lốp xe ô tô. Nếu như quý chị và các bạn quan tâm thì hãy comment ở phía dưới video này để chúng ta cùng nhau bàn luận thêm về chủ đề ngày hôm nay. Và đừng quên là like, share cũng như là subscribe kênh YouTube Envina Logistics để đón chờ các video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.